chúng ta hôm nay đã nhận được cái thông tin chính thức đến từ sàn FTX về việc là sau khi mà thống kê những cái tài liệu kế toán thì họ thực sự là đang bị mất bao nhiêu tiền Tại vì các bạn đã biết là trong vòng mấy tháng qua chúng ta lâu lâu nhận được tin là sàn FTX kiếm được 5 tỷ này hay là sàn FTX kiếm được 2 tỷ kia rồi các bạn đã nhớ là bên chính phủ Bahamas nói là đang lưu trữ 3 tỷ, 5 tỷ gì đó và làm nhiều người rất khó hiểu thật ra còn bao nhiêu tiền và sàn FTX đang nợ bao nhiêu thì các bạn thấy được là sau một thời gian thống kê thì chúng ta đã có thông tin chính thức rồi và đáng tiếc là rất là tệ các bạn để nói số tổng trước đi thì số tổng cho thấy được là sau khi thống kê đó thì sàn FTX À, đã có cái số lượng tiền bị thâm hụt là 8.6 tỷ đô la các bạn Và đó là sàn Aptex.com Còn sàn Aptex.us các bạn đã nhớ là lúc nào Simon Free cũng nói là sàn Aptex.us à, Thì hoàn toàn có đầy đủ tiền để trả cho mọi người Nhưng mà thật ra sàn Aptex.us thì cũng đã bị thâm hụt 116 triệu rồi Và khi mình nhìn cái bản kế toán này đó, rất là bất ngờ luôn các bạn Các bạn có thể nhìn thấy được là đầu tiên hết họ chia ra làm hai mục À, là A và B thì hiểu đơn giản đó những cái tài sản nằm trên mục A là những tài sản mà dễ dàng bán và đang thông dụng hiện tại, chúng ta có tiền mặt, stablecoin, BTC, Ethereum rất là thông dụng. Còn những cái tài sản nằm trong mục B là những tài sản mà khó bán hơn hay là khi mà bán sẽ có tác động lớn với thị trường và khó giữ giá được trong đó chúng ta có token FTT token sàn FTX đó các bạn rồi Serum vân vân à, và khi mà thống kê đây thì các bạn thấy được là cái lỗ hỏng lớn nhất đầu tiên hết là đến từ tiền mặt và stablecoin à, thì họ đang nợ những cái người dùng là 6,9 tỷ đô la tiền mặt và stablecoin và hiện bây giờ các bạn thấy được là họ nói là họ chỉ còn có 580 triệu mà thôi có nghĩa là họ đang có lỗ hỏng tới 6,4 tỷ đô la tiền mặt và stablecoin và kế tiếp các bạn thì được chúng ta có BTC thì BTC đó thì uh, họ đang nợ khách hàng là 1.591 BTC họ nói họ chỉ còn lại có 6 bitcoin thôi các bạn uh, Ethereum thì uh, họ nợ 922 Ethereum và sau khi thống kê đó thì uh, các bạn thấy được là họ nói À, họ chỉ còn có 52 ether mà thôi có nghĩa là họ có lỗ hỏng tới 870 triệu và các bạn thấy được là nhanh chóng cộng lên tới cái con số là 8.6 tỷ đô la lỗ hỏng con số cực kỳ kinh khủng luôn. Bây giờ đó thì tính như thế nào thì thường vẫn chưa có rõ hiện tại với cái lỗ hỏng như thế này thì thường vẫn chưa có hiểu rõ là cái số tài sản còn lại là đại diện cho bao nhiêu phần trăm có thể được trả lời cho những nạn nhân khi mà có thông tin đó thì chia sẻ với các bạn đó là cái thông tin thứ ba kế đó, đó thì chúng ta cũng có một cái tin tức vết đến từ sec và đợt này đó thì đây là cái lần thứ nhì mà gary Gensler đã nói về cái luật liên quan đến những cái nơi mà lưu trữ crypto cho khách hàng thì các bạn đã nhớ đó là cách đây không lâu thì có một cái dự luật được chia sẻ bởi gary Gensler ở sec bộ quản lý chứng khoán hoa kỳ nói là những cái công ty mà lưu trữ crypto hiện bây giờ đó thì họ thật sự là không có bằng lưu trữ thật sự cho nên bất cứ một cái người tư vấn tài chính nào mà hiện bây giờ đó mà tư vấn cho người ta đi mua crypto và mua crypto xong nên thì lưu trữ ở những cái công ty crypto hiện bây giờ thì cái đó là hoàn toàn là không có được đúng quy định tại vì những công ty crypto bây giờ đó họ không có bằng lưu trữ một cách hợp pháp có nghĩa là nếu như mà muốn tư vấn cho bất cứ ai mà đi mua crypto đó thì những cái nhân viên tư vấn tài chính đó cần phải đi kiếm một nơi nào đó mà có bằng hoạt động theo quy định là một công ty lưu trữ tài sản được thì điều này đó là một điều sẽ dẫn đến là những cái sàn giao dịch thì bây giờ không có sàn nào có cái bằng uh, lưu trữ tài sản được hết các bạn và làm sao để có thể có bằng đó nếu các bạn là một sàn crypto thì bây giờ cũng chưa có rõ và đương nhiên có một nghệ sĩ mà chúng ta cũng rất quen thuộc đó chính là Hester Pierce thì Hester Pierce đã chống lại cái lệnh này không phải là cái lệnh này xấu chỉ là cái lệnh này hiện bây giờ đó là không hợp lý tại vì khi mà có lệnh này rồi nếu như mà được thông qua thành luật bây giờ vẫn chưa phải là luật hay là quy định các bạn đây chỉ là một cái đề xuất của Gary Gensler mà thôi nhưng mà nếu như mà thông qua đó thì chẳng khác gì tất cả những công ty tư vấn tài chính họ phải ngưng không được tư vấn tài chính à, người ta đi một to nữa, tại vì mua xong rồi không biết lưu trữ đâu. Và đây là cái uh, tin tức phớt đến từ SEC. Các bạn đã thấy hôm nay là một ngày mà tin tức phớt ra dùng dập luôn và cũng chưa hết. Các bạn chúng ta có hai ngân hàng à, ở nước Anh, thứ nhất là ngân hàng HSBC, có nghĩa là Hong Kong Shanghai Banking Corporation và ngân hàng Nationwide thì hai ngân hàng này đã, đã lên tiếng nói là hiện bây giờ vì cái sự quản lý chặt chẽ đến từ bộ tài chính nước Anh thì họ đã ra quyết định thứ nhất là ngân hàng HSBC này họ nói là họ sẽ không có cho phép những khách hàng của họ sử dụng thẻ tín dụng để mà mua crypto nữa và ngân hàng Nationwide thì cũng có cái thông báo tương tự thì cái mà họ nói đây đó chính là các bạn không thể nào sử dụng credit card hay là thẻ tín dụng À, và đương nhiên thì các bạn à, vẫn có thể sử dụng à, thẻ ngân hàng để mà thu mua nhưng mà ngân hàng nationwide đó, họ nói là vì à, lý do hiện bây giờ đó bộ tài chính của nước anh rất là quan tâm đến crypto cho nên À, họ sẽ giảm rủi ro bằng cách là họ chỉ cho phép khách hàng của họ đó mỗi một ngày à, chỉ có thể mua cái số lượng là 5.000 Bản Anh mà thôi, có nghĩa là khoảng 5.965. Thực ra cái này cũng không có phải là xấu lắm đâu các bạn. Ngoài chỉ các bạn là một cá vôi các bạn hàng ngày cần phải mua tới 10.000, 50.000 chứ còn một người bình thường mà hiện bây giờ Nationwide nói là bây giờ hạn chế chỉ cho mua khoảng chừng 6.000 đô một ngày thì à, phần lớn người bình thường sẽ không cần phải mua nhiều như vậy. À, cho nên cũng không có nỗi nào. Còn à, khi mà đọc thông tin này đó mới đầu thì cảm thấy rất là xấu các bạn nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu tại vì credit card nghĩa là thẻ tín dụng đây là tiền vay mượn các bạn các bạn vay mượn rồi cuối tháng các bạn trả hết hay là các bạn sẽ trả theo đợt rồi các bạn phải chịu tiền lãi à, thì ở hoa kỳ đã ngưng không có cho sử dụng à, thẻ credit card từ lâu rồi các bạn và thường cũng không có khuyến khích bất cứ ai sử dụng thẻ tín dụng à, để mà đi đầu tư hết tại vì chẳng khác gì các bạn đi vay mượn để mà đầu tư cho nên thông tin này cũng không có nổi gì xấu nhưng mà mới nhìn thoáng qua thì thấy rất là xấu các bạn và hsbc là một trong những ngân hàng mà thường có những cái thông tin à, không được tốt với crypto các bạn Ngân hàng này hầu như không có thiện cảm với lại Bitcoin và crypto Các bạn thấy được là cách đây một thời gian rồi tháng 4 năm 2021 Thì ngân hàng HSBC đã thông báo khách hàng của họ là họ không được mua những cái chứng khoán liên quan đến crypto Sử dụng ngân hàng HSBC các bạn không phải là thông được mua crypto mà không được mua những chứng khoán liên quan đến crypto như là MicroStrategy Thì ngân hàng là một ngân hàng mà hầu như là không hề thích crypto À, và đây cũng không nhiều là quá lạ đâu các bạn. À, nhưng mà điều thú vị đó các bạn đã nhớ là à, lúc mà mọi thứ à, đang nóng á, hồi tháng 3 năm ngoái thì à, ngân hàng HSBC lại là ngân hàng mà họ đã mua một cái miếng đất ở, ở trong The Sandbox Metaverse à, để mà họ dùng để mà gây dựng HSBC trong đó. <laughs> các bạn thấy được là họ một bên thì à, không có cho phép khách hàng của họ mua những cổ phiếu liên quan đến crypto à, và họ cũng hạn chế người ta không được sử dụng ngân hàng của họ để mua quá nhiều crypto nhưng mà khác đó thì họ lại đi mua đất ở trong metaverse <laughs> rất là thú vị rồi những tin phết đó coi như là sẽ ngừng ở đây các bạn chúng ta sẽ không có thêm những tin tức phết nào là lớn hết nhưng mà các bạn đã thấy hôm nay là một ngày mà tất cả những thông tin này đó ra dồn dập dồn dập dồn dập luôn à, khiến cho nhiều người cũng cảm thấy đó bất an nhưng mà chúng ta nên nhìn vào những cái thông tin nó rõ ràng hơn các bạn chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua để mà nói tới một những thông tin mà nó mang cái tính chất trung lập hay là lạc quan hơn À, đầu tiên hết thì chúng ta có một cái thông tin à, cũng rất là lạc quan đó chính là khi mà các bạn à, nhìn vào một cái chỉ số gọi là SOPR ratio. Hiểu đơn giản đây là cái chỉ số đo lường cái số lượng người đầu tư dài hạn có lời và cái số lượng người đầu tư ngắn hạn có lời đó, chỉ số đó là bao nhiêu. À, thì mỗi một lần mà cái chỉ số này xuống cái mức thấp đó như là người này chia sẻ trên thuyết tục Khoan nếu như mà cái chỉ số này xuống ở cái mức là khoảng 0.5 cho đến 0.6 có nghĩa là nhiều nhà đầu tư ngắn hạn có lời hơn là nhà đầu tư dài hạn thì đây là một dấu hiệu cho thấy là chúng ta có thể đã đến gần đấy rồi chúng ta đã ở trong một cái mùa đau trên một thời gian rồi và những cái đợt trước đó đó mỗi lần mà cái chỉ số này xuống tới mức từ 0.5 đến 0.6 thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá của BTC có nghĩa là cái đường màu đen này thường đó là tương một cái dấu hiệu là chúng ta đã qua cái đáy rồi không phải đó là dấu hiệu ngay đấy mà đó là dấu hiệu trước đây cho các bạn thấy chúng ta ra qua đấy rồi Thì hiện bây giờ đã chỉ số này là 0.57% thì có khả năng là chúng ta thấy được là cái mức giá thấp hồi tháng 11 khi mà giá BTC khoảng chừng 15.000 đô đó có thể đó là đáy của đợt này rồi. Đó là cái thông tin đầu tiên đến từ tục Khoan. Chúng ta hôm nay đầu ngày mà có nhiều cái biến động Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một số những tài liệu căn bản cho crypto coin Chúng ta sẽ nhìn vào cái số lượng BTC nạp lên trên sàn thì có tăng hay là không các bạn à, Thực ra tăng một chút xíu như thường đã từng chia sẻ với các bạn Bắt đầu là từ đầu tháng 2 đó Sau khi mà giá cả có một cái sự hồi phục lên à, Thì chúng ta cũng đã thấy được chúng ta có thêm à, một chút xíu BTC đẩy lên trên sàn Các bạn thấy được ở đầu tháng 2 thì chúng ta có cái số lượng BTC là khoảng 2.138 triệu BTC trên sàn. À và đến thời điểm bây giờ là chúng ta có 2.154 triệu BTC ở trên sàn thì thêm một chút mà thôi không có nhiều động thái cho thấy là chúng ta có nhiều BTC ở trên sàn hiện bây giờ con số vừa rất là thấp sau khi mà các bạn thấy sự kiện FTX xảy ra thì rất nhiều BTC đã rời khỏi và chúng ta sẽ nhìn vào những thời đào thì những thời đào gần đây đó có động thái bán hay là không thì câu trả lời là những thời đào cũng có động thái bán các bạn và gần đây nhất đó chính là cách đây 2 ngày đây là chỉ số MPI chỉ số này đó thật ra không phải đo lường bao nhiêu Bitcoin đẩy lên trên sàn mà những thời đào mà nó đo lường cái mức trung bình của những thời đào đẩy lên sàn so với mức hiện tại đó là có cao hay không và mỗi lần mà chúng ta thấy cái đường màu xanh này qua khỏi cái đường màu đỏ nghĩa là cao hơn thường lệ Chứ không phải là thật sự cao. Tại vì khi mà các bạn nhìn thấy được là cái số lượng mà thật sự đẩy lên trên sàn đó thì các bạn đã được so sánh với những cái uh, thời gian như là hồi tháng 1 hay là chúng ta trở về cái thời điểm là hồi tháng 11. Những lúc mà chúng ta có nhiều thời đào đẩy lên trên sàn đó thì uh, gần đây các bạn thấy được cái đường màu xanh này nằm mức rất là thấp. Có nghĩa là chúng ta thấy những thời đào thì cũng có dấu hiệu bán nhiều hơn là cái mức trung bình trong vòng 12 tháng qua. Nhưng mà nếu nói là nhiều BTC thì không hẳn. Đó là điều thứ nhì à, Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến uh, crypto coin đó, đó chính là Ethereum thì Ethereum ra sao các bạn thấy Ethereum đó thì khác biệt không một chút Đó chính là Ethereum thậm chí chúng ta thấy là tiếp tục rời khỏi sàn Các bạn được là cả tháng 2 mãi cho đến bây giờ đó thì cái đường màu xanh này vẫn đang xu hướng đi xuống Tốc độ đã chậm lại nhưng mà các bạn thấy được là Ether cũng không có dấu hiệu đẩy lên trên sàn Và ngược lại chúng ta đã thấy được là Ethereum staking đó. thì cái phần trăm đó có một cái sự tăng nhanh thời gian gần đây Các bạn thấy là cho tới thì đến bây giờ đã có 13.6% Ether đang được stake hiện tại và tương đương với lại con số là bao nhiêu Ether? Tương đương với lại con số là các bạn thấy được là tới 17.033.376 Ether đang được stake và điều các bạn có thể thấy rất rõ ràng là gần đây đó tốc độ stake đã tăng lên tại vì sao vậy tại vì chúng ta đang tiến gần đến cái ngày ethereum cập nhật shanghai và càng đến gần ngày đó đó thì người ta càng có lòng tin các bạn tại vì khi mà đến cái ngày đó rồi thì chúng ta sẽ có thể thấy được là cái số lượng ether stake có thể là được unstake người ta có thể lấy ra dễ dàng được thì nhiều người có lòng tin hơn cho nên thông vẫn giữ quan điểm đó các bạn đương nhiên tới cái ngày mà có cái cập nhật shanghai thì thời điểm đó sẽ có cái nhiều cái sự dao động giá cả nhưng mà sau đó thì sẽ có một sự ổn định trở lại và chúng ta lại tiếp tục thấy y tờ ngày lại càng sẽ được stake nhiều hơn tại vì những người mà muốn unstake để bán đó, so với những người mà muốn stake À, để có lợi nhuận thì thường nghĩ là cái số lượng người mà muốn có lợi nhuận sẽ nhiều hơn chúng ta sẽ chờ đợi đến cái lúc mà coi công nhật sang hai xem như thế nào nhưng mà ether và btc à, thì vẫn là hai đồng mà thuận tích lũy thường xuyên hiện tại nhưng bây giờ vẫn là thời điểm tích lũy đối với thuận chúng ta cũng có một cái à, thông tin lạc quan các bạn hãy nhớ là cách đây khoảng chừng hai ngày đây thì có một số những thông tin được chia sẻ bởi Reuters nói là họ có tin nội bộ cho thấy là Visa và Mastercard sẽ ngưng không tiếp tục những cái đối tác mới liên quan đến crypto nữa và chúng ta từng chia sẻ thông tin đó với các bạn à, và nhiều người thì nghĩ là tại vì cái sự đàn áp pháp lý gần đây dẫn đến công ty visa và Mastercard có cái sự lo sợ và không muốn tiếp tục tham gia crypto nữa thì không phải đâu các bạn hôm nay đó thì ít ra chúng ta cũng đã nghe nói tới thông tin đến từ công ty visa họ nói là cái việc mà tạm ngưng các mối quan hệ đối tác mới với các công ty liên quan đến crypto mà nhà báo reuters đã chia sẻ cái tên hai ngày là tin giả visa đã chia sẻ kỹ hơn là họ nói họ vẫn cam kết đầu tư và lĩnh vực crypto và hỗ trợ công nghệ này bất chấp những thất bại gần đây trong ngành à, những thất bại gần đây đã không làm thay đổi chiến lược tiền điện tử của chúng tôi và chúng tôi tập trung vào vai trò cầu nối giúp kết nối cả nền tảng và công nghệ đang nổi trong hệ sinh thái crypto đó là nơi chúng tôi đã và đang đầu tư và có kế hoạch tiếp tục đầu tư Các bạn thấy, công ty visa đã đứng chính lại cái việc này rồi không có chuyện là họ lo sợ về pháp lý hiện tại. Rồi, có một số những thông tin khác cũng rất là thú vị để tôi chia sẻ với các bạn. Chúng ta có ngân hàng ở nước Nga, các bạn. Không phải ngân hàng trung nước Nga mà chúng ta có một ngân hàng ở nước Nga. Đó chính là Moscow Credit Bank. À, thì à, họ đã sử dụng blockchain. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng nước Nga làm điều này. Họ sử dụng Uh, blockchain để có thể là ký cam kết và uh, cái cam kết này đó là quy ra tiền yuan nghĩa là dân nhân tệ của Trung Quốc thì uh, ký cam kết tại gì có nghĩa là nếu như các bạn là một công ty đi và các bạn đi giao dịch với một công ty khác thường là ở một cái quốc gia khác thì công ty đó không biết các bạn là ai, các bạn đặt một cái số lượng hàng lớn hay là các bạn cần phải làm gì liên quan đến tài chính thì công ty kia không biết các bạn là ai, không biết các bạn có thực sự là có tiền để làm như này hay không đó thì công ty đó sẽ nhờ một ngân hàng có tiếng đứng ra làm bảo đảm các bạn nghĩa là ký cam kết thì uh, thường đó khi mà ký cam kết này uh, tốn một thời gian giống như là các bạn cần phải giả sử như là các bạn cần phải order hàng gấp đi uh, và hàng đó là các bạn muốn order đến từ Trung Quốc thì uh, cái công ty bên Trung Quốc nói là không tôi sẽ không có uh, bắt đầu là làm cái hàng này hay là gửi đến cho công ty bên kia cho đến khi nào mà chúng, chúng tôi nhận được giấy tờ đảm bảo đến từ ngân hàng là nếu như mà bên kia không có đáp ứng trả tiền thì ngân hàng sẽ là người đứng ra chịu để mà lo số tiền đó thì đây là một cái chứng từ mà cần thời gian để mà gửi khi mà gửi bằng giấy tờ thì đợt này đó Moscow Credit Bank đã sử dụng blockchain Và chi tiết hơn là họ sử dụng master Chain, các bạn Đây là cái mạng lưới blockchain của nước nhà Thường cũng không có rõ về mạng blockchain này bọn quản lý như thế nào Nhưng mà cái mà hùng chia sẻ ở đây đó là một trong những điều mà Thường không có nghĩ đến Mà các bạn thấy được bây giờ đã rõ ràng là khi mà chúng ta làm bất cứ cái trong blockchain nó sẽ nhanh hơn và rõ ràng hơn giống như là ngân hàng Moscow Credit Bank có thể dùng blockchain để mà chứng minh mình là ngân hàng Moscow Credit Bank và Moscow Credit Bank cũng sẽ đưa ra một cái cam kết trong cái ví dụ này đó là 100 triệu nhân dân tệ có nghĩa là khoảng 144.600 đô và cái bên công ty bên kia sẽ thấy được tài liệu trong blockchain và biết được là người mà đưa thông tin này chắc chắn là Moscow Credit Bank không sợ giả thì cái mối quan hệ nó sẽ nhanh hơn. Đây cũng là một trong những cái use case các bạn, những cái cách mà sử dụng blockchain mà Thuần cũng mới biết đến. Rồi chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến một tòa án hành chính thuộc Colombia đã tổ chức thành công phiên tòa trên metaverse vào ngày 15 tháng 2, sự kiện liên quan tới một vụ tranh chấp uh, giao thông. Phiên điều trần uh, kéo dài 2 giờ và những người tham gia xuất hiện dưới dạng nhân vật ảo trong phòng. Thẩm phán đó là bà Maria Conestriana uh, cho rằng trải nghiệm trên metaverse chân thật hơn với cuộc gọi video nhưng mà không có chi tiết về uh, quan tòa colombia sử dụng nền tảng nào để mà tổ chức phiên điều trần này thì uh, thường cũng đã tìm hiểu thêm các bạn có cái uh, video uh, đã được đăng tải đây là cái uh, phiên tòa để thương cho các bạn thấy nó cũng khá là thú vị đó thì tại sao họ lại sử dụng metaverse tại sao họ không muốn dùng điện thoại cho rồi cho lẽ à, tại vì đây là cái đề nghị đến từ nguyên cáo các bạn nguyên cáo đề nghị là sử dụng metaverse à, thay vì chỉ yêu cầu gọi và ở bên bị cáo thì cũng đã chấp nhận và bị cáo đó là có cảnh sát quốc gia của Colombia và cái người đề nghị tại sao họ lại muốn metaverse tại vì uh, họ cảm thấy uh, là không có an tâm tại vì khi mà ra tò đó thì một trong những yếu tố làm cho người ta an tâm là đứng sau lưng họ hay là kế bên họ chính là luật sư uh, thì nếu như mà luật sư ở một nơi mình ở một nơi mà mình sử dụng điện thoại thì người này nói là họ cảm thấy là không an tâm họ cảm thấy là hơi chống rộng một chút cho nên khi mà metaverse như vậy đó thì luật sư có thể ngồi kế bên họ họ sẽ cảm thấy tự tin hơn vì lý do đó đó họ mua dụng metaverse cũng rất thú vị các bạn <laughs> lần đầu tiên thường mới biết metaverse à, sử dụng để mà ra tòa thật sự như vậy và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short Cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost.tv các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinEx, Bybit hay là Binance một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch ấy, thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn